Và như vậy trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu. Bóng được giao dành cho Hoàng Gia Lai. Triển khai tấn công cho Hoàng Gia Lai. Ngọc Huy, Gia Bảo, rất khéo, vẫn là Gia Bảo, căng ngang, vẫn còn. Thêm một lần nữa bóng nằm tại hành lang trong, dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sút chéo cũng là rất nguy hiểm để mang lại bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ số 6 Trần Thanh Tú ghi bàn cho U15 Hoàng Anh Gia Lai. Và đó là bàn thắng của Trần Thanh Tú. Tỷ số trận đấu hiện nay U15 Hoàng Anh Gia Lai 1, U15 PVF 0. Có tình huống chọc khe, xử lý bóng khá nhanh. Cơ hội, có lẽ như là penalty. Chính xác, và đó là một đều. Vị trí của số 14 là cầu thủ đã ghi bàn. Triển khai tấn công. Và như vậy trận đấu chúng ta đã kết thúc với tỷ số là 1-1 dành cho Hoàng Gia Lai và BVF. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Và vẫn sẽ phải chờ đợi kết quả của trận đấu Viettel và câu lạc bộ Phù Đổng để xác định rằng Hoàng Gia Lai có vào chơi tại vòng loại tứ kết hay không. Xin chào và hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo.